Dạ, bên em đang di chuyển trên cái tuyến đường ách chiến lược. Khu vực này là khu vực chợ Gò Xoài rất là đông đúc và sầm uất, cách Tân Kỳ Tân Quý là 50 m. Dạ, hôm nay bên em giới thiệu đến quý khách một căn nhà mặt tiền đường ách chiến lược, có cái diện tích rất là đẹp, ngang 7,5 m, dài 23 m, sổ hồng riêng đầy đủ, giá chỉ có 8 tỷ còn thương lượng. Và ở cái khu vực này mình có một cái trường học rất là lớn, trường trung học cơ sở Bình Thuận. Ở đây thì nhiều tiện ích lắm, gần chợ, trường, ngân hàng, siêu thị đầy đủ hết. Và cái khu vực chợ này thì nó nhóm cho đến tận 10 giờ đêm vẫn còn lưu lượng xe cộ và khách qua lại tấp nập. Cách cái vị trí chợ 200 m, mình có một căn nhà mặt tiền đường ấp chiến lược, diện tích ngang 7,5 m, dài vào là 23 m. Ở phía trước mình đang cho thuê mấy cái mặt bằng buôn bán rau củ quả. Sổ hồng riêng đầy đủ, giá rất là tốt, chỉ có 8 tỷ còn thương lượng. Ngân hàng thẩm định và cho mình vay 70% tổng giá trị căn nhà. Ở cái vị trí căn nhà đi ra khu Tân Kỳ Tân Quý là khoảng tầm 300 m thôi, đi ra Aon Tân Phú là khoảng 1,5 km. Nhà mình nằm mặt tiền đường ấp chiến lược thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, gần ngay chợ Gò Xoài, giáp với quận Tân Phú, giá rất là tốt. Và bây giờ bên em mời quý khách cùng bên em di chuyển trên cái tuyến đường ấp chiến lược khu vực chợ Gò Xoài để tham quan căn nhà của mình nhé. Đời đổi thay, thế giới vẫn xoay, tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mộng, năm tháng ấy quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi 10 những nụ cười đẹp nhất đời, dẫu gian khó dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó em cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu anh em vẫn chưa dám ngó lời, yêu bầu trời năm Dạ, đã tới cái vị trí căn nhà của mình rồi, với cái diện tích là 7,5 m và 23 m, sổ hồng riêng này đủ, giá 8 tỷ còn thương lượng. Để tham quan căn nhà này trực tiếp, làm việc với chính chủ, quý khách vui lòng kết nối với bên em nhé. Cảm ơn quý khách, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video lần sau.